Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 21 tháng 10 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng, thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời này thì giá vàng trên thị trường thế giới vẫn trong xu hướng giảm. Hiện tại đang giao dịch quanh mức 1.622 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, có thời điểm giá vàng thế giới xuống mức 1.617,10 đô la Mỹ trên một ounce và đây cũng là mức giá thấp nhất tính đến thời điểm này. Mức giá cao nhất là 1.628,33 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ vẫn trong xu hướng tăng. Với tỷ lệ tăng nhẹ là 0,17%, hiện tại đang giao dịch ở mức 113,043 điểm. Còn đối với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ giao dịch quanh mức 19.000 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện tại cũng trong xuống tăng nhẹ và giao dịch ở mức rất cao là 4,263% trên một năm. Đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô trong xu hướng giảm với tỷ lệ giảm là 1,53%, hiện tại thì mỗi thùng dầu thô chỉ còn giao dịch ở mức 83,710 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giảm khoảng hơn 4 đô la Mỹ trên một ounce, giao dịch quanh vùng 1.624 đô la Mỹ trên một ounce. Quy đổi theo tỷ giá các ngân hàng thương mại thì giá kim loại quý này tương đương khoảng 48,3 triệu đồng trên một lượng, chưa bao gồm thuế và phí. Diễn biến trái chiều với giá vàng thế giới khiến cho giá vàng miếng SJC một lượng hôm nay cao hơn vàng thế giới rơi vào khoảng gần 19 triệu đồng trên một lượng. Theo S&P Global cho rằng vàng là kẻ thất bại bất ngờ bởi nó có vai trò trở thành kênh trú ẩn an toàn. Trong môi trường kinh tế vĩ mô chịu nhiều bất ổn do rủi ro địa chính trị gia tăng, nhưng giờ đây vai trò đó phải cạnh tranh trực tiếp với lãi suất của đồng đô la Mỹ. Do đó mà dự báo về triển vọng của giá vàng thế giới từ nay cho đến năm 2026. S&P Global cho rằng năm nay giá vàng trung bình ở mức 1.842 đô la Mỹ trên một ounce, năm sau sẽ là 1.800 đô la Mỹ trên ounce và năm 2024 là 1.769 đô la Mỹ trên một ounce. Năm 2025 là 1.757 đô la Mỹ trên ounce và đến năm 2026 giá vàng thế giới chỉ còn 1.753 đô la Mỹ trên một ounce. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Trong đầu phiên giao dịch, bảng giá vàng nhận bục số 9 tại hệ thống cửa vàng kinh doanh vàng Bi Hồng niêm yết ở mức 51,5 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào, 52,7 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra, tăng 100.000 đồng trên lượng so với phiên chiều hôm qua. So với một tháng trước thì vàng bục số 9 hôm nay đã tăng khoảng 2 triệu đồng trên lượng. Cùng thời điểm này thì giá vàng SJC tại TP.HCM chỉ tăng khoảng 600.000 đồng trên lượng. Hiện tại thì giá vàng miếng SJC loại một lượng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn trong phiên mở cửa ngày hôm nay giao dịch quanh mức 66,3 triệu đồng trên lượng mua vào và 67,3 triệu đồng trên lượng bán ra, tăng 100.000 đồng trên lượng so với cuối ngày hôm qua và đây là phiên thứ hai liên tiếp vàng miếng SJC điều chỉnh tăng. Theo chuyên gia về vàng Trần Duy Phương cho rằng giá vàng SJC tiếp tục cách biệt lớn với giá thế giới trong bối cảnh thị trường thiếu hụt nguồn cung vàng miếng nên nhu cầu giao dịch dù chỉ biến động nhẹ cũng ảnh hưởng đến diễn biến của giá vàng. Rất nhiều người đã mua vàng SJC ở vùng giá cao trên 67 triệu đồng trên lượng, thậm chí còn cao hơn từ 68 cho đến 69 triệu đồng trên một lượng, nên khi mà giá vàng miếng giảm họ không bán ra. Ngược lại thì giá vàng SJC giảm đã kích thích nhu cầu mua vào của thị trường, dù lực mua không nhiều, nhưng không ai bán ra thì cũng khiến giá khó giảm mạnh như đà lao dốc của thị trường vàng thế giới, theo ông Trần Duy Phương phân tích. Trên các diễn đàn vàng thì nhiều nhà đầu tư cá nhân bày tỏ băn khoăn, là việc nên mua loại vàng nào, vàng miếng SJC hay là vàng nhẫn để tích trữ. Cụ thể, với mức chênh lệch giá vàng SJC quá cao so với thế giới, các chuyên gia khuyến cáo người dân nếu có nhu cầu mua vàng thì nên chọn vàng nhẫn bục số 9 24K để bớt rủi ro hơn. Cụ thể là các loại vàng trang sức, vàng nhẫn bục số 9 24K các loại đang cao hơn vàng thế giới rơi vào khoảng 4 triệu đồng trên lượng, trong khi đó thì vàng miếng SJC cao hơn thế giới rơi vào khoảng gần 19 triệu đồng trên một lượng. Đến thời điểm chiều tối ngày hôm nay, giá vàng trong nước biến động như thế nào? Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung thì đến thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch chiều tối ngày hôm nay thì giá vàng miếng SJC trong nước vẫn duy trì xu hướng tăng nhẹ.
Còn vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác cũng có xu hướng tương tự, hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên một lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.630.000, bán ra 6.720.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.640.000, bán ra 6.720.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào, tăng 10.000 ở chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000, tăng 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Phú Quý SJC mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000, tăng 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.621.000, bán ra 6.718.000, tăng 11.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. My Hồng SJC mua vào 6.640.000, bán ra 6.730.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.630.000, bán ra 6.710.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.580.000, bán ra 6.720.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000, tăng 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này, giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác vẫn giữ xu hướng tăng nhẹ 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng từ 1.000.000 cho đến 1.020.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000. SJC Huế mua vào 6.627.000, bán ra 6.733.000. SJC Bình Phước mua vào 6.628.000, bán ra 6.732.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.632.000, bán ra 6.735.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.628.000, bán ra 6.732.000. Cuối cùng là giá nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì được điều chỉnh tăng nhẹ trong khoảng từ 21 cho đến 50.000 đồng trên một lượng, hay là tăng trong khoảng 2.100 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy ở mỗi loại vàng và đang được niêm yết như sau. Nhẫn bột số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.190.000, bán ra 5.290.000. Nhẫn bột số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.190.000, bán ra 5.300.000. Vàng bốn số 9 mua vào 5.170.000, bán ra 5.250.000, cùng tăng 5.000 ở chiều mua vào và bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.068.000, bán ra 5.198.000. Vàng 18K mua vào 3.752,9 nghìn, bán ra 3.952,9 nghìn. Vàng 14K mua vào 2.876,1 nghìn, bán ra 3.076,1 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.004,5 nghìn, bán ra 2.204,5 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.